rất là biết ơn các em đã quay trở lại với kênh của Thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 41. 2.16 Trải các bắt phương trình sau. Câu A X trừ 5 lớn hơn hoặc bằng 0. Thì chúng ta chỉ việc cộng hai vế cho 5. Thì lúc này trừ 5 với cộng 5 là là hết. Còn bên phải cộng 5 thì mình được 5. Vậy. Nghiệm của bắc phương trình là x lớn hơn hoặc bằng 5. Câu B, x cộng 5 bé hơn hoặc bằng 0. Chúng ta trừ hai vế cho 5. Bên trái mình trừ cho 5 thì mất bạn này. Còn bên phải mình trừ cho 5. 0 trừ 5 chúng ta được trừ 5. Vậy, nghiệm của bất phương trình là bé hơn hoặc bằng trừ 5. Câu C. Trừ 2x trừ 6 lớn hơn 0. Thì đầu tiên chúng ta cộng hai vé cho 6 để nó mất bằng này đi. Bên trái mình cộng cho 6 thì mất bằng này. Bên phải mình cộng cho 6 thì chúng ta được 6. Hay nói khác là mình chuyển trừ 6 sang bên phải. Rồi tới đây là để tìm được x thì chúng ta sẽ chia hai vế cho trừ 2. Chia hai vế cho trừ 2 thì lúc này 6 chia cho trừ 2 thì chúng ta được trừ 3. Và khi chúng ta chia cho số, khi chúng ta chia cho số âm thì dấu bắt phương trình đổi chiều lớn hơn thì đổi thành dấu bé hơn. Vậy nghiệm của bắt phương trình là x bé hơn trừ 3. Câu cuối cùng, 4 x trừ 12 bé hơn 0. 4 x trừ 12 bé hơn 0. Việc đầu tiên chúng ta chuyển số trừ 12 sang bên phải, thì bên trái chúng ta còn 4 x. Trừ 12 chuyển sang bên phải là là cộng 12. Rồi bây giờ mình chia hai vé cho 4, 4x chia 4 thì mình còn x 12 chia 4 thì chúng ta được 3 Vậy nghiệm của Bắc phương trình là x bé hơn 3 Vậy 2.16 khá là đơn giản đúng không? Chúng ta sang 2.17 Giải các bắt phương trình sau. Câu A. 3x cộng 2 lớn hơn 2x cộng 3. Thì chúng ta sẽ chuyển x qua một bên và số qua một bên. Ở đây là 3x nè. Chuyển cái 2x này sang bên trái là trừ 2x. Ở đây là 3 nè chuyển cái hai này sang bên phải là thành trừ 2. 7 trừ 2x thì chúng ta còn x. 3 trừ 2 chúng ta được 1. Vậy, nghiệm của bắc phương trình là x lớn 1. Chính xác hơn là phải là tập nghiệm, ha, bởi vì nó có rất là nhiều nghiệm. Rồi mình sang câu B. 5x cộng 4 bé hơn trừ 3x trừ 2. Cũng tương tự như vậy, x chúng ta chuyển qua một bên, số chúng ta chuyển qua một bên. 5x nè, ở đây trừ 3x mình chuyển sang bên trái là cộng 3x. Trừ 2, 4 mình chuyển sang bên phải thành trừ 4. 5x cộng 3x chúng ta được 8x Trừ 2 với trừ 4 chúng ta được trừ 6 Để tìm x chúng ta chia 2 vế cho 8 Nè, chia 2 vế cho 8 Thì trừ 6 chia 8 thì chúng ta được trừ 6 phần 8 Hay rút gọn là trừ 3 phần 4 Mình chia cho 8, 8 vẫn là số dương Cho nên mình không có đổi chiều nha Rồi, bây giờ chúng ta kết luận thôi Vậy, nghiệm của bắp phương trình là x bé hơn trừ 3 phần tư. Rồi. Chúng ta sang 2.18. Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng là 0,4%. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu? Làm tròn đến triệu đồng. Thì bài này giống như là giải bài toán bằng cách lập bắt phương trình vậy. ha Để hỏi gì? Mình sẽ gọi cái đó. Số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu? Như vậy thì chúng ta sẽ gọi x triệu là số tiền gửi tiết kiệm. Gọi x triệu là số tiền cần gửi tiết kiệm. Thì lúc này x của chúng ta phải lớn hơn không thì bây giờ gửi tiết kiệm kỳ hạn một tháng và muốn lấy tiền lãi hàng tháng thì bây giờ đề cho chúng ta là lãi suất gửi tiết kiệm là 0,4% đây là lãi suất gửi tiết kiệm còn để tính tiền lãi thì chúng ta sẽ lấy lãi suất chúng ta nhân với số tiền gửi khi đó số tiền lãi hàng tháng là chúng ta lấy lãi suất nhân với số tiền gửi đơn vị là là triệu ha. Bạn này mình đổi ra luôn. 0,4% nhân x chính là 0,004 x triệu đồng. Rồi tiếp theo. Muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì có phải là bạn này phải lớn hơn 3 triệu đúng không thì không phải 004 nhân x nó phải lớn hơn hoặc bằng 3. Từ đây mình có được x lớn hơn hoặc bằng 3 chia cho 0,004. Thầy bảo mới tính nha. 3 chia cho 0,004. Chúng ta được 750. x à, phải lớn hơn hoặc bằng 750 như vậy thì đề hỏi chúng ta là số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu ít nhất sẽ là 750 bởi vì x phải lớn hơn hoặc bằng 750 Vậy, số tiền cần gửi ít nhất là 750 triệu đồng. Rồi, chúng ta xong 2.18. Chúng ta sang 2.19. Một hãng taxi có giá mở cửa là 15.000 đồng. Và giá 12.000 đồng cho mỗi km tiếp theo. Hỏi với 200.000 đồng thì hành khách có thể di chuyển được tối đa bao nhiêu km làm tròn đến hàng đơn vị. Thì đề hỏi chúng ta là hành khách này có thể di chuyển tối đa bao nhiêu km. Như vậy thì mình sẽ gọi x là số km mà hành khách đã di chuyển. 2.19 gọi x km là số km mà hành khách di chuyển. Từ đây mình có được là số tiền mà hành khách phải trả là giá mở cửa nè cộng cho 12.000 đồng cho mỗi km tiếp theo có nghĩa là đi ít km thì trả số tiền là 12 nhân ít cộng với giá mở cửa nữa Đó, đây là số tiền đơn vị là nghìn đồng bây giờ khách hàng của chúng ta là có 200.000 Thì bây giờ để bảo mình là Có thể di chuyển được tối đa bao nhiêu km Thì lúc này cái số tiền mà Khách phải trả Nó phải nhỏ hơn Hoặc bằng 200.000 Đúng không Vì Hành khách Chỉ có 200.000 nên cái số tiền mà khách phải trả nè nó phải bé hơn hoặc bằng 200 nghìn từ đây mình có 12 x phải bé hơn hoặc bằng 15 mình chuyển sang phải là trừ 15 200 mà trừ 15 thì mình còn 100 185 từ đây mình suy ra x bé hơn hoặc bằng 185 chia cho 12 chia 2 vế cho 12. 185 chia cho 12. Chúng ta được thầy ghi lại cái số chính xác đã, 185 phần 12. Rồi bây giờ mình làm tròn. 15,42. 15,42 mình làm tròn. Đề bảo là Hành khách có thể di chuyển được tối đa bao nhiêu km? Làm tròn đến hàng đơn vị. Làm tròn đến hàng đơn vị. Như vậy thì mình kết luận là hành khách có thể di chuyển tối đa là 15 km thôi nha, chúng ta làm tròn đến hàng đơn vị. Và luôn luôn làm tròn xuống chứ không được làm tròn lên. Giả sử số 4 này, không phải là số 4 mà là số 8 thì chúng ta cũng kết luận là 15 thôi chứ không được kết luận là 16 bởi vì nếu mà 16 thì không có đủ tiền ít nó phải nhỏ hơn mà đó, mình cái lượng vậy với 200.000 đồng thì hành khách có thể di chuyển được tối đa là 15 km vậy với 200.000 đồng thì hành khách có thể di chuyển tối đa là 15 km. Rồi, mình xong 219. Chúng ta sang bài cuối cùng. Người ta dùng một loại xe tải để chở bia cho một nhà máy Mỗi thùng bia 24 lon nặng trung bình 6,7 kg. Mỗi thùng nặng trung bình là 6,7 kg. Theo khuyến nghị trọng tải của xe là 5,25 tấn. Thì người ta giải thích trọng tải của xe tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở trọng tải. Trọng tải là 5,25 tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng bia? Biết bác lái xe nặng 65 kg. Người ta cho mình là bác lái xe nặng 65 kg, có nghĩa là chúng ta cũng phải tính toán vào. Bởi vì trọng tải chính là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở thì xe chở bắt tài với thùng bia đúng không với những thùng bia nên chúng ta phải tính luôn khối lượng của bắt tài vào hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng bia thì chúng ta sẽ gọi x là số thùng số thùng bia hai chấm hai mươi gọi là số thùng bia mà xe tải chở Đó, thì điều kiện rõ ràng là x à, của chúng ta phải lớn hơn hoặc bằng không ha x thuộc n thùng bia thì không thể nào là 1,1 thùng nha thì chở bia cho nhà máy thì phải chọn thùng thôi Khi đó khi đó trọng tải của xe là thì bắt tài 65 kg cộng cho x thùng bia x thùng bia mỗi thùng nặng 6,7 kg. Đó. Đây là bia này ít thùng bia nặng như này đây là bát tài nặng này đó thì trọng tải của xe lúc này là đây đơn vị là là kg đây là trọng tải của xe và đề cho là trọng tải của xe là 5,25 tấn và người ta giải thích là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở nè, tối đa tối đa có nghĩa là cái bạn này không được vượt quá 5,25 tấn đúng không? Vì xe có thể chở tối đa là 5,25 tấn. Các bạn nhớ đổi đơn vị luôn, bằng 5250 kg. Ở đây là kg. Đó là tắng nên chúng ta đổi sang kg Nên ta có đây là tải trọng của xe. Bạn này phải luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng tải trọng cho phép. Đó là 5.250. Rồi bây giờ mình giải bạn này ra. 5.250 trừ cho 65 năm hai trừ cho sáu lần, chúng ta được năm một tám Tiếp tục chia hai vé cho 6,7 để chúng ta tìm x, chia cho 6,7 rồi chúng ta làm tròn nha, làm tròn bảy bảy ba Rồi bây giờ mình kết luận Thì số này chúng ta không có được làm tròn là 774 ha, Mình không được làm tròn là 774 Bởi vì nếu mà 774 á Thì cái khối lượng mà xe chở nó sẽ lớn hơn cái khối lượng tối đa cho phép nha Cho nên x phải nhỏ hơn Chúng ta phải làm tròn xuống là 773 thôi Do x của chúng ta nó phải là số tự nhiên vì x là số tự nhiên nên số số thùng bia tối đa mà xe có thể chở là 774 thùng. Sorry. Mày hồng, 773 thùng. Làm tròn xuống nha, làm tròn số. Rồi chúng ta xong bài 220. Rồi rất là biết ơn các em đã xem hết video. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Thầy Anh chúc các em học tốt. Bye bye.